thế thế lúc nãy thì mình bảo sao con? Thế thì mình không ngủ phòng Su Su à? Mình bảo phòng gì bên phòng Su Su làm sao? Đi ra rồi. Mình đi ra rồi, mình bảo phòng Su Su đẹp hay xấu? Thế phòng mình đẹp hơn á. Thế theo con thì phòng ai đẹp hơn? Phòng ai đẹp hơn? Phòng Su đẹp hơn chứ nhỉ? Phòng gì mình có tivi đâu, phòng gì mình đâu có hai giường đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Dì Bình ơi, Su Su đi ngủ đấy. Dì Bình có được ngủ với Su Su không? Xin chào Su Su. Thôi bây giờ đến giờ đi ngủ rồi. Để mai chúng mình còn đi học nữa. Mai chúng mình đi học với ai con? Đi học cô giáo chứ, mẹ cũng phải đi học cô giáo mà. Đúng rồi, con đi học cô giáo xong đến chiều về mẹ sẽ cho chơi cầu trượt ở trường luôn. Đúng rồi, mình đi học cô giáo vui mà. Cô giáo bảo sao? Su tẻ ra ghế á. Xong cô giáo bảo sao? Sao cô có mắng Su không? Cô giáo có tép đít Su không? Bây giờ mình phải đi ngủ sớm để mai mình còn dậy sớm mình đi học với cô giáo cho kịp giờ, nhớ chưa? Mình không dậy muộn được đâu. 6 rưỡi mình dậy rồi. Thì mẹ còn đi học chứ, mẹ còn đi làm chứ. Không được, bây giờ 9 giờ hơn rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Mình không xem tivi được đâu. Xem tivi nhiều sẽ bị sao con? Đau mắt thì sẽ làm sao? Đeo kính, đi gặp ai? Đúng rồi, thì mình như tại sao thì mình phải đeo kính con có biết không? Đúng rồi. Điện thoại Su mẹ sạc pin rồi, mẹ cất đi rồi. Thì mình xem điện thoại quá nhiều nên đã bị hỏng. Hỏng mắt, bị đau mắt đúng không? Như thế có ngoan không con? Đau mắt đấy. Đau mắt đấy, như thế có ngoan không con? Không ngoan một chút nào nhỉ. Hư lắm. Đi 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 ra mua mẹ cho ông. Cứ nằm gối Su đi chứ. Gối của mẹ mà. Con có yêu mẹ không? Đâu. Thế bố kia đi làm con có nhớ bố không? Su phải đi ngủ sớm. Lúc nãy Su ăn sô-cô-la rồi. Xong ăn quả gì nữa nhỉ? Bơ. Lúc nãy mẹ cắt quả gì cho con ăn ngoài ghế? Bơ. Đấy mà là quả bơ à? Quả gì nhỉ? Quả dấu. Quả xoài. Con không phân biệt được là đấy là quả xoài chứ. Con có ngọt, con thấy ngọt không con hay là chua? Ngọt hay chua con? Đọt. Thế sao dì mình lại bảo chua? Chị đụng với chị chăm, đang chăm mẹ cá. Không, nằm ra đây. Đi ra đây cho nó rộng. Nhanh, lấy chăn ra đây. Đúng rồi. Đắp một chút thôi, hay đắp nhiều lắm. Đắp một ít thôi. Không là mình sẽ bị sao con? Bị nóng. Su Su có sợ bị ốm không? Đi đu đu đu.
À, Su khỏe mà. Su có bị ốm không con? Chạy. À, Su chạy rất khỏe đúng không con? Su ăn nhiều, ngủ nhiều thì sẽ không bị ốm đâu. Su làm sao con? À, Su đi bộ. À, cả chạy nữa. Ồ, Su đi làm kiếm tiền á? Để làm gì con? À, ôi trời ơi. Thế là mẹ ở nhà còn Su đi làm kiếm tiền cho mẹ à? Giỏi thế. À, Su không thấy mẹ đâu cả, xong Su làm sao? Thế á? Tại mẹ... Nhưng mẹ phải đi làm, đi học chứ. Su cũng phải đi học chứ. Mỗi người một việc mà, đúng không? Rồi bây giờ là mẹ chúc Su Su ngủ. Ngủ gì con? Ngủ gì đã? Mẹ chúc Su Su ngủ gì? Ngủ gì? Ngon, mơ giấc mơ gì? Đi rồi. Không nói chuyện nữa.